Công an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, con ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân vì liên quan vụ án loạn luân đang điều tra. Theo quyết định này, Duyên là con gái ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi và bà Lê Thu Vân, 67 tuổi, cùng ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bà Vân được xác định là em gái của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Lê Thanh Kỳ Duyên là người liên quan trong vụ án loạn luân với ông Lê Tùng Vân mà công an đã khởi tố vào ngày 17 tháng 4. Hiện Lê Thanh Kỳ Duyên chưa rõ ở đâu nên công an cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra. Trước đó, ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân đều bị khởi tố liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân diễn ra vào giữa năm 2022. Ông Lê Tùng Vân đã bị tòa tuyên án 5 năm tù trong vụ án này, tuy nhiên đã được cho tại ngoại vì tuổi cao sức yếu. Riêng bà Lê Thu Vân, do thời điểm truy tố đã lẩn trốn nên cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự riêng. Sau phiên tòa, bà Vân đã ra trình diện và được cho tại ngoại vì sức khỏe yếu. Bà Lê Thu Vân trở về sống cùng ông Lê Tùng Vân tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, nơi họ từng gọi là Tịnh Thất Bồng Lai và phải chịu các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Ồn ào liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai đang là câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, diễn viên MC Ellie Trần đã có những chia sẻ sau khi gia phả của ông Lê Tùng Vân bị phanh phui. Cô viết: "Hồi nhỏ đi học em vẽ sơ đồ cũng giỏi lắm, mà gặp cái sơ đồ này em còn lú luôn. Xong phim, ai đỡ em với, em đứng không vững nữa rồi." Trước đó, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã có những tin báo tố giác cho rằng những đứa trẻ ở Tịnh Thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi như ông Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin. Ngược lại, tin báo tố cáo cho rằng những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây. Ông Lê Tùng Vân và những người lớn ở Tịnh Thất Bồng Lai đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tài trợ, chiếm đoạt tài sản. Cộng đồng mạng xôn xao, chia sẻ thông tin công an huyện Đức Hòa thu giữ được cuốn sổ tay ghi lại chuyện nhạy cảm của ông Lê Tùng Vân với những phụ nữ trong Tịnh Thất Bồng Lai. Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần điều tra xử lý nghiêm ông Vân về tội loạn luân để răn đe. Công an huyện Đức Hòa đã khám xét Tịnh Thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến những sai phạm tại đây. Tuy nhiên, không hề có cuốn sổ, hồ sơ tình ái như cộng đồng mạng đồn thổi và chia sẻ. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng có thu giữ một cuốn sổ ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của những phụ nữ đang sinh sống tại đây. Tháng 9 năm 2020, Công an tỉnh Long An đã điều tra về Tịnh Thất Bồng Lai và phát hiện 5 đứa trẻ trong Tịnh Thất không mồ côi mà đều có mẹ ở cùng. Để điều tra làm rõ vụ việc, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 27 người, trong đó có 17 người lớn, 10 trẻ em, để giám định xem có mối quan hệ thân thích hay không. Quá trình thu mẫu có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên sinh sống trong hộ Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng. Vào tháng 7 năm 2022, Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm đình chỉ xử lý nội dung tin báo tố giác về hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tịnh Thất Bồng Lai. Nguyên nhân tạm đình chỉ, Công an đưa ra là do vụ án có tính chất phức tạp, nhiều đơn tố giác, thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có số kết luận giám định liên quan nên tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người tố cáo cho rằng thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc là giả chùa, giả sư, giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Theo cơ quan công an tỉnh Long An, kết quả giám định ADN có liên quan đến quyền con người, quyền nhân thân của những cá nhân bị trưng cầu giám định, nên kết quả này đã không được công bố công khai mà tổ chức công bố đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan sinh sống tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bước đầu xác định, kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong Tịnh Thất, nơi có mẹ của các bé ở đây. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân. Quá trình công bố kết luận giám định ADN tại Tịnh Thất này, những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác, nhưng sau khi điều tra, cơ quan điều tra đã đủ chứng cứ để khởi tố hành vi loạn luân với ông Lê Tùng Vân.
cộng đồng mạng liên tục dậy sóng bởi những thông tin rúng động liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ngoài những hành vi vi phạm pháp luật đã được cơ quan điều tra công bố, nhiều người vẫn đồn đoán về mật đạo dưới nền nhà ở Tịnh Thất. Cơ quan chức năng tỉnh Long An đã lên tiếng phủ nhận thông tin tìm thấy Diễm My ở trong căn hầm bí mật ở Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng chưa khẳng định cũng chưa phủ nhận thông tin về mật đạo ở đây nên cộng đồng mạng có nhiều đồn đoán. Diễm My, cô gái từng khiến Tịnh Thất Bồng Lai hay còn có tên gọi khác là Thiền Am bên bờ vũ trụ, đại náo từng trở thành chủ đề thu hút. Trong đó, có một vụ việc khiến cha mẹ của Diễm My là bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng rất đau lòng, là sau khi bỏ trốn lần cuối, cô gái đã gửi đơn thư cũng như đăng tải video tố giác ba mẹ mình có nhiều hành vi không đúng với cô trong suốt 8 tháng ở nhà. Diễm My cho biết, trong suốt thời gian 8 tháng ở nhà, cô bị giam cầm trong 4 bức tường và không hề hạnh phúc. Tôi bị giam cầm như thú, không có điện thoại, giấy tờ tùy thân, chứng minh thư nhân dân. Họ canh chừng 24/24. Tôi đang sống giữa thành phố Hồ Chí Minh mà như trong tù vậy. Không chỉ vậy, trong đoạn video được đăng tải trên YouTube đó, Diễm My còn nhắc đến việc ba mình liên tục có những hành vi xâm hại đối với cô và lên kế hoạch tiêu diệt Thiền Am bên bờ vũ trụ. Cho rằng ba mình là một người tàn độc, làm những việc hại người và mẹ cô biết nhưng không dám lên tiếng vì lo sợ. Ba chỉ đồng ý tha cho tôi nếu tôi nói trước báo đài rằng mình bị Thiền Am bắt cóc, giam giữ giữa lúc mọi người vào tìm. Nhưng những thầy trong Thiền Am chỉ là đang giấu tôi, mẹ của tôi cũng chấp nhận hùa theo lời ba. Bởi người mẹ bình thường cũng phải chịu sự hành hạ của ba nên rất lo sợ, không dám cãi lời. Đồng thời cô cũng cho rằng bản thân đã đủ tuổi để được tự do và sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho mình. Tôi đã 22 tuổi, luật pháp cho tôi được tự do, tôi được sống theo con đường mang lại hạnh phúc cho tôi. Mà con đường mang lại hạnh phúc cho tôi không phải ở trong ngôi nhà của ba mẹ. Tại sao tôi không được tự do? Tôi đã 22 tuổi. Trước đó xuất hiện tại một sự kiện ở Bình Dương, chị họ của Diễm My từng lộ diện. Cô gái này đã kể về quá trình mình và em họ gặp Huyền Trân, thí sinh trong một cuộc thi âm nhạc. Cô gái này cho hay, khi mới quen, không biết Huyền Trân là người đến từ Tịnh Thất Bồng Lai, mà chỉ biết cô là thí sinh của The Voice Kids. Khi thấy Huyền Trân tham gia The Voice Kids, mình đã hâm mộ em ấy. Ngoài giọng hát, chính hoàn cảnh mồ côi không cha không mẹ của Trân khiến mình cảm mến. Sau này, nhân chuyến từ thiện tại Vũng Tàu vào tháng 4 năm 2019, có sự góp mặt của Huyền Trân nên mình mới rủ My đi cùng. Bởi em họ mình là người sống nội tâm, ít tiếp xúc với mọi người nên muốn em ra ngoài khuây khỏa, người này kể. Kết thúc chuyến từ thiện, cả hai chị em được mời về Tịnh Thất Bồng Lai chơi. Tại đây, họ có cuộc trò chuyện vài tiếng với ông Lê Tùng Vân. Sau đó, vì bận việc học và đi làm nên cô gái này không quay lại Tịnh Thất nữa. Về phía Diễm My, trên mạng xã hội từng xuất hiện clip cô đến Tịnh Thất Bồng Lai để tu tập và được thấy ông nội đặt cho biệt danh là Ngọc Tiên. Mặc dù bố mẹ nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để thuyết phục con gái về nhà nhưng không có hiệu quả. Thậm chí khi báo đài đăng tin tức về Tịnh Thất Bồng Lai là một cơ sở có dấu hiệu lừa đảo phạm pháp, Diễm My từng cho rằng chính bố mẹ là người đứng sau nói xấu Tịnh Thất. Khi ấy, cô gái trẻ còn đòi đoạn tuyệt huyết thống nếu bố mẹ còn ngăn cản mình. Sau này, không hiểu vì lý do gì, Diễm My được cho là đã rời Tịnh Thất, gia đình cũng mất tin con kể từ đó. Thông tin ông Lê Tùng Vân, chủ cơ sở thờ tự tại Tịnh Thất Bồng Lai, nay là Thiền Am bên bờ vũ trụ bị khởi tố loạt tội danh, đã nhận về sự quan tâm lớn đặc biệt. Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Vĩnh Long khởi tố về tội loạn luân. ADN của thầy ông nội trùng khớp với một số người đang sống trong Tịnh Thất. Đến đây, nhiều người tò mò về mối quan hệ đặc biệt của ông nội Vân với những người này. Trong đó có cô gái tên là Diễm My, sinh năm 1999, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, từng có khoảng thời gian tu tập tại Tịnh Thất Bồng Lai. Bởi sau khi quyết định đến đây quy y, gia đình của My đã mất liên lạc với con gái. Bố mẹ cô đã sử dụng đủ các nguồn từ công an, YouTube, thám tử, thậm chí treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm được con, nhưng kết quả nhận về đều vô vọng. Vì sao Diễm My lại quen và nhất quyết bỏ gia đình đến chỗ ông Lê Tùng Vân tu tập, để rồi không rõ tung tích? Trước đó, xuất hiện tại một sự kiện ở Bình Dương, chị họ của Diễm My từng lộ diện.
Khi trả lời trên báo chí, một tu sĩ của Tịnh Thất Bồng Lai từng lên tiếng xác nhận Diễm My có khoảng thời gian tu tập tại đây. Tuy nhiên, cô gái này chỉ ở đó một thời gian rồi bỏ đi. Về vụ nữ sinh Diễm My khiến Tịnh Thất Bồng Lai đại náo, ông Lê Tùng Vân khẳng định mình không lôi kéo, dụ dỗ cô gái này. Chuyện cô Diễm My cố ý đi tu, muốn biết chuyện tình riêng bên trong thì phải hỏi riêng cô Diễm My. Muốn biết tại sao cô Diễm My bỏ nhà đi tu thì không thể hỏi thầy được. Bởi vì thầy có trong cuộc đâu, phải hỏi cô Diễm My chứ. Cô có ẩn ý gì? Cô có gì xích mích với mẹ của cô, với ba của cô? Chứ hỏi thầy đổ thừa cho thầy dụ dỗ, làm sao dụ dỗ được? Làm sao mà thầy đủ tiền bạc, cơ sở vật chất để dụ dỗ cô Diễm My được? Ông Vân khẳng định. Người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai cũng khẳng định, trong thời gian Diễm My ở đây, ông đã đăng ký giấy tạm trú cho cô. Diễm My tu ở đây là do em có thấy mấy đứa nhỏ được thầy giáo dục có lễ phép, có tài năng, đậu 2 năm liền thách thức danh hài. Rồi Diễm My nó thích, nó thấy chỗ có tài, nó thích, nó tu, chứ làm sao mà thầy dụ nó được. Thầy cho Diễm My ở, thầy đăng ký tạm trú trên công an cho phép đăng ký, có giấy tờ, có sổ sách đàng hoàng. Thầy làm đúng luật pháp nhà nước, không có gì sai cả. Ông Thắng bà Mai nói thầy bắt cóc Diễm My, bắt cóc mà lại có giấy tạm trú. Ông Vân cho biết, trước đó cha mẹ Diễm My chia sẻ, từ nhỏ cô rất ngoan hiền, nhưng sau khi gặp nhóm Tịnh Thất Bồng Lai, cô hoàn toàn thay đổi và một lòng quyết tâm tu tập tại đây. Mặc dù bố mẹ nhiều lần dùng các biện pháp khác nhau để thuyết phục, nhưng vẫn không hề có hiệu quả. Mẹ Diễm My từng đến Thiền Nam bên bờ vũ trụ và van xin ông Lê Tùng Vân rằng, xin ông hãy trả con gái về cho tôi sẽ làm từ thiện cho ngôi chùa của ông. Tuy nhiên, ông ấy từ chối. Ông Lê Tùng Vân bảo không cần tiền, chỉ cần Diễm My ở lại đây, nó đã trên 18 tuổi rồi. Lúc đó, tôi đã tự hỏi rằng, chỉ vì con bé trên 18 tuổi mà tôi phải mất con hay sao? Vào cuối năm 2019, chúng tôi đưa My về nhà từ trụ sở công an. Lúc đó, con bé hoảng loạn lắm. Nó liên tục gào thét rằng người ta bắt cóc nó. Nó hét lớn, chúng tôi không phải ba mẹ nó. Tôi đau khổ vô cùng. Về nhà tôi lo cho nó từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi gọi bác sĩ tâm lý chữa trị cho nó. Dần dần con bé ổn định, mạnh khỏe hơn trước. Lúc ấy vợ chồng chúng tôi mừng lắm, chuẩn bị cho cháu đi học trở lại, xây dựng lại cuộc đời. Vậy mà trong lúc tôi đưa My đến trường học, nó xin đi vệ sinh rồi thả tay tôi ra, chạy vụt đi trong đám đông. Tôi ngất xỉu tại chỗ. Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con, ngày 11 tháng 6 năm 2020. Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phát thông báo truy tìm cô gái trẻ có tên là Võ Thị Diễm My, 23 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra liên quan vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức An, tỉnh Long An. Về lý do, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An, gia đình Diễm My có đơn cầu cứu, đề nghị sự giúp đỡ từ phía công an để bảo vệ an toàn cho cô gái này. Đồng thời trong quá trình điều tra vụ án, ngành tố tụng tỉnh Long An cũng xác minh Diễm My có liên quan đến hoạt động phạm tội của một số bị can là người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai. Võ Thị Diễm My sinh năm 1999 là con gái ông Võ Văn Thắng, trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2019, dư luận ở Long An dậy sóng vì hàng trăm người đại náo Tịnh Thất Bồng Lai để tìm Võ Thị Diễm My. Cuộc giải cứu đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng và nhóm sinh sống ở Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu. Theo ông Thắng, tháng 9 năm 2019, Diễm My bỏ nhà đến Tịnh Thất Bồng Lai để tu. Vụ việc được gia đình cô trình báo công an địa phương. Ngày 5 tháng 10 năm 2019, gia đình ông Thắng tiếp tục gửi đơn trình báo tới công an xã Hòa Khánh Tây yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Võ Thị Diễm My. Ngày 21 tháng 10 năm 2019, ông Lê Tùng Vân gọi điện thoại cho ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My nhưng không được đưa đi. Ông Thắng đến Tịnh Thất Bồng Lai và gặp được con gái sau đó. Ông khuyên con gái về nhà nhưng cô gái chạy ra sau Tịnh Thất trốn tránh. Cuối năm 2019, công an huyện Đức Hòa kiểm tra Tịnh Thất Bồng Lai. Lực lượng chức năng phát hiện Võ Thị Diễm My có sức khỏe không tốt nên đã bàn giao cho gia đình ông Thắng chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi về nhà,
Diễm My đã leo tường rào, bỏ trốn khỏi nhà và mất tích từ đó đến nay. Đáng chú ý nhất là câu chuyện về hồ cá trê bí ẩn bên trong tịnh thất này. Theo đó, có thông tin rò rỉ trên mạng xã hội cho rằng bên trong tịnh thất bí ẩn này có nuôi một ao cá trê cực lớn. Đi kèm theo đó, nhiều người bắt đầu nói về những tình tiết sởn gai ốc xung quanh ao cá trê này. Đặc biệt là có nhân chứng quả quyết nhìn thấy ao với hàng nghìn con cá trê lúc nhúc đòi ăn. Trên bờ ao còn đặt một máy xay thức ăn, xay thịt cho cá. Một hình ảnh được cho là chụp từ ao cá trê của tịnh thất Bồng Lai được cộng đồng mạng đăng tải cùng với những lời kể rùng rợn khiến dân tình bàn tán không ngừng. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện vẫn chưa có bất kỳ cơ sở nào để khẳng định hình ảnh này được chụp từ tịnh thất Bồng Lai. Trước đó, một nhân vật đã từng lên tiếng tố cáo tịnh thất Bồng Lai từ nhiều năm nay cũng đưa ra bằng chứng về một tấm ảnh chụp ao cá trê tại cơ sở cũ của thiền am này. Theo lời nhân vật này, tấm ảnh có thể chụp từ năm 2007 tại thời điểm cơ sở này nổ ra ồn ào để trục lợi, lừa đảo. Trong một phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam, lời của một nhân chứng hé lộ về bí ẩn liên quan đến ông Lê Tùng Vân được đào lại. Bà Lê Thị Tuyết, người từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006 cho biết, bà đã tố cáo ông Lê Tùng Vân. Bà cho rằng người này có tội hiếp dâm trẻ em và hành hung trẻ cô nhi. Bà cũng thẳng thừng gọi tập đoàn ông Lê Tùng Vân là một bầy sư sãi giả mạo, lưu manh, dâm dục, lừa đảo. Trong cuộc trò chuyện khác, bà cũng nói về việc các trẻ em tại đây, trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức phải lao động ở hồ cá cho cá ăn. Lê Thanh Huyền Trân, một đồ đệ của ông Lê Tùng Vân, cũng từng nói đến hồ nuôi cá của sư phụ mình khi tham gia chương trình The Voice Kids. Huyền Trân và bà Cao Thị Cúc khẳng định Huyền Trân là trẻ mồ côi, ngoài giờ đi học thì giúp cô Cúc cho cá ăn. Nhị Nguyên, một trong những người sinh sống tại cơ sở này, cũng từng khoe về hồ cá trê này. Có người hỏi sư phụ rằng thầy tu mà thầy nuôi ao cá như vậy là thầy sát sanh rồi. Như vậy, thầy gây quả nghiệp thì sao? Sư phụ mới trả lời rằng trên đời này có những chuyện cần phải hy sinh. Những con cá mà thầy nuôi cần phải hy sinh cho gần 80 người được sinh sống. Đó là bắt buộc. Sư phụ còn nói giỡn là thầy sát hại những con cá này thì thầy mang tội, nhưng tội nhỏ xíu à? Mà bù lại gần 80 mạng người được thầy cứu sống thì cái phước lớn cỡ nào? Như vậy là thầy cũng có lời rồi, con yên tâm, Nhị Nguyên viết. Trong một clip khác, đồ đệ của ông Lê Tùng Vân cũng xác nhận việc có máy xay thịt, xay thức ăn đặt trên bờ ao để sản xuất thức ăn cho cá. Những loại thịt, thức ăn gì được dùng để nuôi cá thì không được tiết lộ. Việc có ao cá trê trong tịnh thất Bồng Lai dù được những người nơi đây sinh sống xác nhận là có thật. Thế nhưng, những bí ẩn về ao cá này vẫn chỉ là những lời đồn đại từ một bộ phận cộng đồng mạng và chưa có sự xác nhận nào là chính xác. Người đứng đầu tịnh thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân đang bị khởi tố với 3 tội danh bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và loạn luân. Trong đó, tội loạn luân của ông Lê Tùng Vân được nhiều người đặc biệt quan tâm. Dư luận lên án gay gắt, nhất là sau khi danh chính các con của đối tượng này được hé lộ. Một cán bộ ở Long An bước đầu xác nhận kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số đứa trẻ được nuôi dưỡng trong tịnh thất Bồng Lai. Chúng sống cùng mẹ chứ không hề có chuyện mồ côi như hình ảnh từng xây dựng với báo chí, truyền thông trước đó. Trước đó vào năm 2007, ông Lê Tùng Vân từng bị phanh phui khi trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh mà ông lập ra có dấu hiệu trục lợi từ tiền từ thiện trong gần 10 năm. Nơi này được giới thiệu là cơ sở nuôi trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa. Đến năm 2014, ông Vân về nhà bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960 ở Long An để lập ra tụ điểm biến ra thành tự với tên gọi là tịnh thất Bồng Lai. Ông Vân cùng những người sống ở đây mạo nhận là chùa, nuôi dưỡng trẻ mồ côi để tiếp nhận các khoản tiền từ thiện trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thực chất ông Lê Tùng Vân từ trước tới nay chưa từng tu hành ở cơ sở tôn giáo nào cả. Hiện nơi này có 18 người sinh sống như đại gia đình. Trong nhà có 6 đứa trẻ, có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp. Những người này sống như đại gia đình và phần lớn có huyết thống, con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không phải trẻ mồ côi.
Cảnh báo từ vụ việc này, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hôn nhân gần huyết thống là hệ lụy nguy hiểm cần phải loại bỏ ngay. Pháp luật cũng đã cấm hành vi này. Dưới góc độ y học, hôn nhân cận huyết chẳng khác nào tạo điều kiện cho các bệnh di truyền gen lặn trong các gia đình có khả năng bộc lộ ở những thế hệ sau nếu người đó có cùng huyết thống. Phó giáo sư Cường nhấn mạnh, những bệnh di truyền này rất nguy hiểm vì nó có thể liên quan tới trí tuệ con người, huyết học, ung thư. Hôn nhân gần huyết thống cần phải loại bỏ ngay vì gây ra nhiều hệ lụy ở những đứa trẻ sinh ra. Đáng nói là, về mặt hình thái, những đứa trẻ này có thể hoàn toàn bình thường. Song các bệnh lý chuyển hóa, bệnh di truyền có thể tiềm ẩn hoặc biểu hiện ở thế hệ sau của những các bé. Do đó, ngay từ đầu, người ta không nhìn ra được sự nguy hại của hôn nhân cận huyết, của những đứa trẻ được sinh ra từ hôn nhân cận huyết. Theo Đại tá Hà Quốc Khanh, nguyên Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho hay, khi nói tới hiện tượng như ông Vân là nói tới những vấn đề nhạy cảm và phức tạp, bởi nó không chỉ liên quan tới pháp luật mà còn là sự suy đồi đạo đức. Dưới cái nhìn của khoa học, nó còn có tác động đến sự phát triển thể chất và trí tuệ con người. Cụ thể, theo tài liệu khảo sát và công bố của các nhà chuyên môn đã chứng minh, hôn nhân cận huyết là một trong những lý do chính gây ra bệnh tan máu bẩm sinh ở trẻ. Với những đứa trẻ ở Tịnh Thất có mẫu ADN trùng với ông Lê Tùng Vân có mang gen tan máu bẩm sinh không, thì ông Khanh cho rằng cần phải làm xét nghiệm cụ thể. Song nguy cơ mang gen bệnh là hiện hữu. Còn tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho hay, tan máu bẩm sinh là vấn đề của toàn xã hội. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, đời sống và cả tương lai của giống nòi. Dưới góc độ của một chuyên gia di truyền học, ông cho hay, nguyên nhân của tan máu bẩm sinh là do đột biến gen alpha thalassemia trên nhiễm sắc thể số 16 và beta thalassemia trên nhiễm sắc thể số 11. Khi đó, khả năng tổng hợp chuỗi globin sẽ bị giảm hoặc mất đi. Lúc này, bệnh sẽ được di truyền theo kiểu gen lặn trên nhiễm sắc thể thường. Cụ thể, nếu một trong hai bố mẹ mang gen bệnh đột biến thì có 50% khả năng sinh con ra mang gen mắc và 50% thì không. Nếu cả hai bố mẹ đều mang gen đột biến này thì có 25% khả năng con sinh ra sẽ mắc, 50% con sinh ra mang gen nhiễm và 25% là bình thường, không mang gen bệnh. Đặc biệt, ông còn nhấn mạnh, biến chứng của hội chứng bệnh thường gây ra khả năng tăng nguy cơ nhiễm trùng, biến dạng xương, chậm phát triển và bị các vấn đề về tim mạch. Cận huyết như này không chỉ gây ra hội chứng tan máu bẩm sinh mà những đứa trẻ được sinh ra từ cặp bố mẹ cận huyết còn có thể nhân hai allen do tổ tiên truyền lại. Điều đó làm tăng kiểu gen đồng hợp tử. Do đó, nguy cơ mắc các vấn đề di truyền là rất cao.